Hello mọi người. Thì bây giờ trước khi đi ngủ thì sau khi làm sạch là với cái bước làm sạch rồi, với sự rửa mặt bét rồi thì mình sẽ dùng một lớp kem cao nám ha. Thì da hiện tại là cải thiện khá tốt luôn. Và mình sẽ cho mọi người xem nè, mình sử dụng mới có nửa hộp thôi à, mà nó đã cải thiện rất là nhiều luôn. Cho nên mình khi mọi người mà bị nám á thì nên cho mình một cơ hội nha. Đánh một lớp cao nám lên, em đánh rất là nhiều luôn á mọi người. Tại vì khi mọi người sử dụng cao nám á thì mọi người nên kiên trì ha. Em kiên trì cho đến hôm nay là đã hơn 20 ngày rồi, mà da thì rất là đẹp luôn, mà em xiên lắm. Tối nay em cũng đánh, tại vì mọi người biết sao không, ngày nào cũng đánh thì da nó cải thiện thấy rõ luôn á mọi người. Mình kiên trì á, da của mình nó sẽ cải thiện theo từng ngày luôn, cảm thấy thích vô cùng luôn á. Cho nên là ngày nào em cũng đánh, em không bỏ một bữa nào hết trơn á, mà da thì thôi rồi, siêu đẹp luôn. Thấy không? Mọi người đánh đều lên như vậy nè. Đó, em chỉ cho mọi người ha. Em đánh rất là hao luôn á mọi người. Sau đó mọi người sẽ vỗ như vậy rồi. Thì kem nó sẽ thấm vào bên trong da. Tại vì cái này nó làm bằng cao á mọi người, cho nên nó sẽ khó thấm hơn là cái dòng dưỡng. Cho nên mọi người phải kiên trì nha, phải chịu khó. Sau khi mà mình đánh kem xong á thì mình massage ra như thế này nha. Mình vỗ để cho kem nó thấm nè. Đó. Thì hả, sau mỗi sáng mình ngủ dậy là da mình cải thiện thấy rõ luôn.